Ba Đô Hành trình liễu sinh thoát tử hồ niệm người lâm chung B. Ba Đô Pháp Tính Pháp Tính Diệu Minh Thường Trụ Sau giai đoạn thành tựu của Ba Đô Cận Tử Khi Ba Độc Tham Sân Si đã hoàn toàn tan trả là giai đoạn pháp tính diệu minh thường trụ pháp tính diệu minh thường trụ chính là một cách diễn đạt khác của khái niệm chân tâm hay tự tính tâm trong sáng thanh tịnh vốn không bị che chướng và chưa từng bị nhiễm ô bởi các xúc tình phiền não tiêu cực ở giai đoạn này không có nghĩa là tướng phần của pháp giới hay thụ cảm và hình ảnh sẽ hòa tan vào pháp tính diệu minh thường trụ Ba đô pháp tính chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ngay sau khi giọt trắng và giọt đỏ gặp nhau ở Luân sa tim. Lúc này, một hành giả thực hành thuần thục có thể hòa nhập thủy giác, sự giác ngộ do tu tập mà có với bản giác chân tâm thường trụ và đạt được giác ngộ về pháp tính diệu minh thường trụ. Ngược lại, những ai chưa giác ngộ hoặc không thuần thục thực hành thiền định về tự tính tâm sẽ chỉ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng như thể bị ngất liệm đi giống một tai nạn xe hơi. Và khi tự tính chân như ló rạng, chúng ta thường không nhận ra được nó. Dấu hiệu bên ngoài, người chết sẽ có cảm nhận như ánh sáng. Nhưng là thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo bao trùm của buổi hoàng hôn nhập nhoạn, tựa như một màn trắng mờ. Về dấu hiệu bên trong, bạn sẽ có cảm giác như mình đang ở trong không gian mênh mông, vô tận, rộng mở. Vào lúc này, một hành giả cao cấp có thể chú tâm vận dụng năng lực thiền định của mình xuyên suốt toàn bộ tiến trình tan rã. Bằng cách đó, họ sẽ đạt được giác ngộ về pháp tính diệu minh thường trụ nói tóm lại người chết sẽ có cơ hội chứng ngộ được bản giác nếu đã từng trưởng dưỡng thủy giác thông qua thực hành khi đang còn sống nếu không khi bản giác hay pháp tính diệu minh thường trụ ló rạng người đó sẽ chỉ trải nghiệm sự bất tỉnh và trống rỗng hoàn toàn để rồi sau đó quay trở lại luân hồi dưới sự thúc đẩy của những tập khí mạnh mẽ, những điều sai trái, bất thiện và hành động theo những xuất tình phiền não khi còn sống. Không thể trụ lại trong tự tính tâm đại hỷ lạc, thần thức người chết đi tiếp đến ba đô tái sinh. Khi pháp tính diệu minh thường trụ ló rạng mà bạn không nhận ra, thì tiếp theo, báo thân của pháp tính diệu minh thường trụ sẽ lần lượt hiển bày dưới dạng một trăm vị Phật bản tôn an bình và uy mãnh. Những Phật bản tôn Herika uy mãnh sẽ hiển lộ với vô số đầu, tay và vô số trang hoàng đầy khắp Pháp giới. Những âm thanh Pháp tính tự nhiên sẽ gầm lên giống như hàng ngàn tiếng sấm sét, Màu sắc, ánh sáng sẽ lóe lên giống như những trận mưa vũ khí. Chư bản tôn an bình xuất hiện trong thân ánh sáng cầu vòng giữa những khối cầu ánh sáng, những luồng ánh sáng tuyệt đẹp nối liền từ luân sa tim của các ngài đến luân sa tim của chúng ta. Tiếp theo sự kiện toàn của màu sắc, âm thanh, ánh sáng này hòa tan vào pháp tính hiển diện tự nhiên dưới dạng ánh sáng, rồi lại hòa tan thành chiếc lọng với năm màu sắc. Sau đó, phía trên hiển hiện, hiện giống như một bầu trời không mây, biểu tượng cho trí tuệ và tính không của pháp tính bản lai. Ở giữa hiển hiện báo thân của pháp tính tự nhiên. Các cảnh giới của chư bản tôn an bình và uy mãnh, cũng như hàng loạt các hóa thân tự nhiên. Bên dưới xuất hiện những thế giới trần tục của sáu đạo luân hồi. Tất cả hiện ra đồng thời một cách rõ ràng, sống động giống như những hình ảnh xuất hiện trong gương tại thời điểm này người có trí tuệ nhận ra được bản chất của mọi sự vật hiện tượng sẽ đạt giải thoát đi thẳng tới các cõi tịnh độ một cách không nghi ngờ nhưng những chúng sinh phàm tình vì không nhận ra được pháp tính diệu minh thường trụ sẽ nhìn xuống và bám chấp vào sáu đạo luân hồi ngay thời điểm đó họ bắt đầu có thân bằng thần thức và đi vào ba đô tái sinh mà không có sự lựa chọn nào khác. C. Ba đô tái sinh Thần thức thoát khỏi thân xác qua cửu khứ. Khi tâm thức không nhận diện được chính nó là pháp tính diệu minh thường trụ, người chết sẽ chuyển qua một cấp độ khác của trạng thái trung gian. Thần thức thoát ra khỏi xác thân tứ đại qua chính cửa cửu khứu như bài kệ ba đô dạy rằng nếu không thể an trụ trong bản giác tâm thức từ cửu khứu thoát ra trốn ấn đường thóp mũi trồi tai mắt niệu đạo hậu môn và miệng nguyện chính cửa đều cùng đóng kín xin thượng sư ban bi mẫn gia trì để duy nhất huyệt bách hội mở ra. Từ giai đoạn đó cho tới lúc thần thức nhập mẫu thai là giai đoạn ba đô tái sinh hay trạng thái trung gian của sự trở thành. Thân thần thức trong cảnh trung ấm Trong ba đô này, người chết bắt đầu có một thân vi tế, ý sinh thân, làm bằng các đại vi tế, gọi là thân thần thức hay thân trung ấm. Khí có chức năng vận động của cơ bắp sẽ khiến tạo ra khí của phong đại. Các đại dần giấy khởi từ pháp giới rộng lớn, không bờ mé nhưng người chết không nhận ra. Khí khởi phát từ thể vô cùng vi tế và dần dần phát triển lên. Đầu tiên khí của phong đại, rồi đến khí của hỏa đại, khí của thủy đại và tới khí của địa đại. Sau đó bảy trạng thái vô minh trước đây đã hòa tan, lúc này sẽ giấy khởi trở lại. Sau vô minh là tham dục và sân giận cũng tiếp nối giấy khởi. Sau đó, căng, trần, thức nối tiếp hiện khởi. Điều đó khiến cho thân trung ấm cảm thấy nó có một cơ thể và mọi thứ, thậm chí còn thấy đói hay tưởng mình đang bước đi mọi thứ mà thân thần thức trải nghiệm đều do xu hướng của nghiệp quyết định đặc điểm của thân trung ấm trong giai đoạn này là đọc được suy nghĩ của người khác và nhìn thấy tất cả những hành xử của người thế gian bởi không còn sự ngăn ngại của sắc thân khi trải qua trạng thái ba đô này các chúng sinh trong giai đoạn thân trung ấm đều có những khả năng đặc biệt là một phần của trí tuệ toàn tri như khả năng nhìn thấu tâm người khác nhìn xuyên qua khoảng cách không gian xa hàng vạn dặm có thể bay lượn trong không gian hoặc đi đến bất cứ nơi nào mình muốn chỉ trong chốc lát khi ấy thần thức cần luôn luôn tỉnh giác và ý thức được rằng mọi thứ đều chỉ là giả ảo hư huyễn tuy nhiên ở giai đoạn đầu thần thức thường không nhận ra mình đã chết nó liền tìm cách nói chuyện với người thân bạn bè nhưng không ai trả lời vì vậy thần thức cảm thấy dường như cả thế giới đang xa lánh và chống lại mình nó vô cùng phiền não tuyệt vọng thêm vào đó mỗi khi nghĩ đến nơi nào là thần thức lập tức bay vụt đến nơi đó mà không có sự lựa chọn nào khác bởi vậy nó rất hoang mang và không thể tập trung không biết làm gì và không biết điều gì đang xảy ra đôi khi thần thức rất sáng suốt có thể nhận biết và nhớ rõ về mọi thứ nhưng rồi bỗng nhiên thần thức lại thấy mọi thứ trở nên mờ nhạt hắc ám không thể thấy gì không nhận thức được bất cứ điều gì trong giai đoạn này thần thức tuy có thần thông nhưng vẫn không thể vượt qua tòa kim cương và bụng mẹ không thể nhìn thấy mặt trời mặt trăng và không có bóng ảnh của chính mình tâm thức vô cùng phóng chiếu điên đảo chỉ có thể ngửi mùi hương để được no đủ và cảm giác sợ hãi đau khổ dần gia tăng bởi không có cân bằng vật chất nên những cảm nhận của thần thức về thế giới rất mơ hồ và không chính xác lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cuối cùng thần thức cũng nhận ra rằng mình đã chết và đau khổ tột cùng vào khoảnh khắc đó thần thức sẽ phải chịu đựng rất nhiều khổ đau do sự phóng chiếu của sân giận dục vọng và vô minh đôi lúc thần thức cảm thấy hơi trắng là sự phản chiếu của sân hận và sự phản chiếu của dục vọng có màu hơi đỏ đôi khi họ cảm thấy như đang rơi xuống từ vách đá cao hàng trăm triệu mét mà không có lựa chọn hay trợ giúp nào và cũng có lúc họ nghe thấy những âm thanh rất ghê sợ như hàng triệu tiếng sấm cùng một lúc khiến họ kinh hãi và khiếp sợ tột độ tất cả những điều đó khiến thần thức càng sợ hãi tuyệt vọng sau đó nó dần quên những ký ức về đời sống trước cơ hội giải thoát thông qua thực chứng ba đô báo thân vào giai đoạn này một hành giả cao cấp đã thành tựu chứng ngộ có thể đạt được giải thoát bằng thực hành pháp tu báo thân hợp nhất bản tôn với pháp tính diệu minh thường trụ thần thức tuy phải chịu rất nhiều đau khổ trong giai đoạn này nhưng vẫn có cơ hội để thực chứng ba đô báo thân và giải thoát đây là khoảng thời gian vô cùng trọng yếu đòi hỏi thần thức phải vận dụng năng lực quán tưởng tự thân là một vị phật bản tôn tức là quán tưởng phàm thân của mình chuyển hóa thành báo thân trang nghiêm thanh tịnh của vị phật bản tôn đồng thời không nên coi bản tôn tồn tại độc lập tách trời với pháp tính diệu minh thường trụ mà cần chuyển hóa toàn bộ ba đô thành sự thực hành đại thủ ấn giai đoạn thành tựu. Như vậy, đây là hai điểm then chốt và hai pháp tu vô cùng trọng yếu cần vận dụng để có thể đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong ba đô này. Tuy nhiên, do dòng tâm của thần thức đang phải chịu quá nhiều sự nhiễu loạn vì khổ đau và sợ hãi, nên để đạt được giải thoát trong giai đoạn này là vô cùng khó khăn. Do đó, Muốn thành tựu giải thoát Thì trong lúc còn sống Chúng ta phải có sự thực hành Hết sức miên mật công phu Bốn loại âm thanh gây rợn Gây ra bởi tâm vọng tưởng Tứ đại và ác nghiệp Nếu để tuột mất cơ hội giải thoát này Thì thần thức sẽ phải trải nghiệm Những cảm giác sợ hãi tột đỉnh Trong giai đoạn tiếp theo Với vô số ảo tưởng kinh hoàng hiện ra Thần thức sẽ nghe thấy bốn loại âm thanh gây rợn, gây ra bởi tâm vọng tưởng, tứ đại và ác nghiệp. Âm thanh thứ nhất giống như tiếng vỡ, tiếng đập chát chúa hay tiếng núi lở âm âm rung rợn. Âm thanh này do vọng tưởng của thần thức cùng hai nguyên tố khí và địa đại cộng hưởng bởi các ác nghiệp tạo nên. Âm thanh gây rợn thứ hai được tạo thành bởi khí và thủy đại bị ảnh hưởng bởi các ác nghiệp, thần thức sẽ thấy âm thanh được tạo ra giống như tiếng những đợt sóng khủng khiếp của đại dương đang phẫn nộ. Âm thanh gây trận thứ ba xuất phát từ phong đại, được ví như cơn cuồng phong của ngày tận thế hay cơn bão tố khủng khiếp mà thần thức sẽ phải trải nghiệm. Âm thanh khủng khiếp thứ tư liên quan đến yếu tố khí của hỏa đại bị cộng hưởng bởi những ác nghiệp, âm thanh của nó giống như tiếng đám cháy lớn của rừng đại ngàn, thật vô cùng đáng sợ. Khi đó, thần thức muốn chạy trốn nhưng không thể nào chạy được bởi vì tất cả đều là ảo ảnh của chính thần thức. Thần thức cần nhận ra được bản chất của mọi âm thanh là như huyễn và hòa tan chúng vào tính không. Điều này lại liên quan đến năng lực thực hành đã được trưởng dưỡng trong đời sống quá khứ. Sự xuất hiện của một trăm bản tôn an bình và uy mãnh. Tiếp đến, trải nghiệm thứ hai là những hình ảnh mà thần thức nhìn thấy. Trong giai đoạn này sẽ có sự tái xuất hiện một trăm đức Phật gồm 42 vị Phật an bình và 58 vị Phật uy mãnh. Thường ngày, khi bạn còn sống Chư bản tôn an bình, uy mãnh vẫn luôn tiềm ẩn trong bạn. Giờ đây, khi bạn đã chết, chư bản tôn giống như nguồn năng lượng được phóng thích ra ngoài. Thường thì bạn sẽ không nhận ra đó là hình ảnh chư Phật bản tôn xuất phát từ tâm mình mà lại cảm giác những hình ảnh này hoàn toàn xa lạ. Không chỉ thế, bởi tâm bạn đang đầy hoang mang sợ hãi và kinh hoàng trong một cảnh giới mông lung và không rõ rệt, không nơi nương tựa, nên khi trông thấy các ngài với ánh hào quang rực rỡ chói lòa, bạn sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Để tự tại trong tình thế này, ngay trong đời sống, bạn cần nhận ra rằng tất cả hình ảnh đều là sự hóa hiện từ trong tâm của chính bạn, dưới hình tướng chư Phật, chư bản tôn sự phóng chiếu của tam độc thành những vực thẳm. Tiếp đến, tam độc hay ba phiền não căn bản thể hiện trong giai đoạn này bằng hình ảnh ba hố sâu thâm thẩm màu trắng, màu đen và màu đỏ. Ba hố sâu này là biểu hiện phóng chiếu của tam độc tham, sân, si. Nhưng thần thức không hiểu được điều này mà chỉ thấy hình ảnh ba hố rất sâu rất lớn với ba màu sắc khác nhau và thấy mình đang rơi xuống đó không có cách nào thoát ra khỏi vì thế thần thức càng vô cùng sợ hãi rối loạn vào lúc này thần thức cần nhận ra những hình ảnh hố sâu hào lớn này hoàn toàn chỉ là sự thể hiện của tâm thức chính mình xu hướng của đời sống kế tiếp trong giai đoạn này thân trung ấm dần biểu lộ những xu hướng của đời sống kế tiếp những cảm thụ khái niệm và hành vi của nó sẽ thay đổi tương ứng với đời sống mới ấy nếu sinh vào cõi người thần thức sẽ có suy nghĩ hành động tương ứng như một con người tuy nhiên sẽ không giống với kiếp vừa qua bởi sự ngăn cách và khác biệt giữa đời sống trước với đời sống kế tiếp nếu nghiệp dẫn dắt thần thức đầu thai vào cõi súc sinh ví dụ như làm loài chó thì ngay lúc này thần thức thấy mình bắt đầu sủa đi bằng bốn chân bắt đầu có biểu hiện và hoạt động như của loài chó nghiệp thúc đẩy chi phối mạnh mẽ thần thức trong giai đoạn này thần thức sẽ nhìn thấy năm luồng ánh sáng khác nhau tương ứng với năm chủng nghiệp sẽ dẫn dắt thần thức đầu thai trong năm cõi khác nhau của luân hồi cụ thể luồng ánh sáng trắng sẽ dẫn lên cõi của chư thiên hoặc loài bán thiên luồng ánh sáng đỏ sẽ dẫn vào cõi người ánh sáng vàng sẽ đưa đến đầu thai vào cõi súc sinh ánh sáng xanh sẽ đưa vào cõi ngạ quỷ ánh sáng màu đen sẽ đưa xuống cõi địa ngục. Trong một vài trường hợp, thần thức sẽ nhìn thấy cả năm loại ánh sáng này cùng lúc. Với một số trường hợp khác, tùy theo nghiệp của mình, thần thức sẽ chỉ trông thấy duy nhất luồng ánh sáng của cõi mà mình sắp đầu thai vào. Khao khát thân xác mới. Thần thức cố tập trung tìm lối thoát ra khỏi trạng thái trung ấm đặc biệt là tìm cho mình một thân thể loại thân nào không quan trọng nhưng thần thức rất khao khát có được thân bởi vì vào lúc hoang mang vô định đơn độc và sợ hãi tột cùng này thần thức rất cần được trợ giúp vì vậy nó tìm kiếm thân hay cái gì đó có hình tướng khi đó do nghiệp đã chín mùi thần thức sẽ thấy có những hình ảnh mơ hồ xuất hiện rồi lại tan biến trước mắt do khát khao thân mới nên bất kỳ hình ảnh nào hiện ra sự bám chấp của thần thức vào đó lại trỗi dậy rất mạnh mẽ thần thức có thể nhìn thấy những hình ảnh như cung điện nơi nam thần và nữ thần đang nhảy múa vui đùa hoặc hồ nước nơi bầy thiên nga bơi lội cùng những đàn ngựa bò tuyệt đẹp có lúc lại là hình ảnh một ngôi nhà đẹp đẽ trong đó có người nam và người nữ là cha mẹ tương lai đang giao hợp khi nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này thần thức cần hiểu được bản chất chúng đều là những phóng chiếu và biểu hiện từ chính tâm mình chúng vốn không hề tồn tại độc lập ở bên ngoài tuy nhiên vì đã quá mệt mỏi sau khi lang thang trong trạng thái trung ấm vừa qua thân thức chỉ khao khát một nơi trú ẩn và nếu không có năng lực tỉnh giác chính niệm thân thức chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi những hình ảnh đó bất chấp mọi hậu quả sau này sẽ phải trả giá bởi lý do đó thân thức rất có thể bị cuốn hút đến những cõi bất lợi như địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula hay những châu lục không có Phật Pháp. Có thể thần thức sẽ bắt gặp một miệng hang nhỏ hẹp, một dòng sông khô cạn, một hốc cây rỗng khô mục hay một tòa lâu đài kim loại với một đao phủ và những ánh lửa toát ra từ đó. Những hình ảnh có thể vô cùng nhỏ nhặt, nhưng vào lúc này lại có một sức cuốn hút ghê gớm đối với thần thức đã quá mệt mỏi vì lang thang vất vưởng trong trung ấm. Nếu bị thu hút đến một trong những hình ảnh ấy, chắc chắn thân thức sẽ phải nhận một tái sinh không tốt trong ác đạo. Cách tốt nhất để tránh bị lôi cuốn bởi các dục vọng, ảo ảnh là sức mạnh nội tâm, sự tỉnh thức được rèn luyện và trưởng dưỡng ngay khi bạn còn sống. Tái sinh. Tùy vào việc tái sinh vào cõi giới nào, chúng ta có cách sinh ra tương ứng với tứ sinh gồm thai sinh, tức sinh ra từ trong bào thai của người mẹ, thấp sinh, tức sinh ra từ sự ẩm ướt như loài côn trùng, noãn sinh, tức sinh ra từ trứng và hóa sinh, tức là theo nghiệp lực mà tự nhiên sinh ra như chư thiên trên cõi trời và chúng sinh trong địa ngục. Xin tham khảo chi tiết nội dung này ở chương 3, phần 2, sự thực hành sinh tử. Cảnh giới của đời sống kế tiếp xuất hiện tùy theo nghiệp. Như vậy, tùy theo nghiệp mà thần thức sẽ thấy những hình ảnh khác nhau. Nghiệp sinh lên cõi thiên sẽ khiến thần thức nhìn thấy cung điện hay một tòa nhà lớn nghiệp được sinh vào cõi bán thiên hay atula sẽ khiến thần thức nhìn thấy vòng tròn ánh sáng hay hình ảnh mơ hồ của quân đội và chiến tranh nếu có nghiệp phải sinh vào cõi ngạ quỷ thần thức sẽ nhìn thấy một dòng sông cạn một vùng đất khô cằn nơi trước đây đã từng là một dòng sông nghiệp sinh làm súc sinh sẽ khiến thần thức nhìn thấy một thân gỗ thối rỗng hoặc đôi lúc sẽ nhìn thấy rừng và khi nhìn thấy nhà hay cung điện bằng sắt thì điều này cho biết ác nghiệp sẽ đưa thần thức thẳng xuống địa ngục nếu thần thức thấy mình đang đi qua màn sương mù dày đặc hay cảm thấy một căn nhà nhỏ với một mảnh vườn nhỏ bình thường thì đó là dấu hiệu thần thức có nghiệp làm người nhập mẫu thai khi nhìn thấy cha mẹ giao hợp đó là thời khắc quan trọng thần thức phải nhớ tới sự thực hành quán tưởng bản tôn thắng lạc kim cương thời luân kim cương hay bất cứ pháp tu nào khác để điều phục tâm thức phóng cuồng không cho tham dục và sân hận phát khởi thần thức cần quán tưởng hình ảnh này như bản tôn hợp nhất bất nhị chẳng hạn quán tưởng hình ảnh đức phật bản tôn kim cương tác đỏa trong tư thế hợp nhất với kim cương hợi phật mẫu hoặc phật bản tôn thắng lạc kim cương trong tư thế hợp nhất với phật mẫu nếu quán tưởng được như vậy thần thức có thể chuyển hóa những xúc tình phiền não và tâm ý vọng động của mình trở thành tâm thiền định tỉnh giác sáng suốt nhờ vậy toàn bộ những gì thần thức nhìn thấy sẽ được chuyển thành pháp tu tập đối trị giúp thần thức không bị lôi cuốn bởi nghiệp lực vào những nẻo đường của luân hồi. Nếu để tham sân si chi phối, như hầu hết đa số trường hợp thông thường, thần thức sẽ bị cuốn hút trước hình ảnh cha mẹ giao hợp và tức khắc nhập mẫu thai. Tóm lại, ba đô tái sinh là một trong những cảnh giới khủng khiếp nhất và đầy ấp nguy cơ đọa lạc, đặc biệt đối với những chúng sinh vô minh những ai chưa có sự thực hành tâm linh nhuần nhị trong đời sống trước đó, nếu như không có một sự thực hành nghiêm túc và hiệu quả ngay trong đời sống hiện tại thì chắc chắn chúng ta sẽ hoàn toàn sợ hãi, bị động và tâm tối cuốn theo gió nghiệp cùng những ảo cảnh đáng sợ trên những nẻo đường của đọa lạc và tái sinh trong luân hồi. D. Ba đô đời sống từ thời điểm thân mới được hình thành trong bụng mẹ do sự hòa hợp của tinh cha, huyết mẹ và thần thức, ba đô tái sinh chấm dứt và một ba đô khác bắt đầu, đó là ba đô đời sống. Tiến trình ba đô tái sinh cho chúng ta thấy rõ ba đô đời sống và sự thực hành trong đời sống là vô cùng quan trọng, thậm chí là quan trọng và thực tiễn nhất đối với chúng ta nếu bạn có thể chứng đạt viên mãn thông qua thực hành ngay trong đời này tức là ba đô đời sống đã được tận dụng tối đa thì bạn không cần phải trải qua những trạng thái ba đô khác như ba đô cận tử ba đô chết và tái sinh chính vì thế ba đô đời sống là ba đô căn bản và tinh túy nhất mà bạn cần phải thực hành đó cũng chính là sự chuẩn bị vô cùng cần thiết để mỗi chúng ta có thể chủ động bình an trước cái chết và tận dụng nó như một cơ hội quý giá đem lại giải thoát giác ngộ. Ba đô đời sống bao gồm ba đô sống, ba đô mộng và ba đô thiền định. Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết nội dung này trong cuốn Ba đô bí mật nghệ thuật sinh tử. Hoặc tham khảo thêm trình bày ở phần 2, chương 3 phương pháp thực hành về ba đô mộng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> lỡ những video hấp dẫn